các bà, các cô. Chào các bà. Hội làng ta hôm nay mở vui quá. Thank you.
Thank you.
một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng tiết mục Múa Chống Hội của đội văn nghệ thôn Đông Biên. Và sau đây xin mời quý vị đại biểu cùng thưởng thức tiết mục Múa Sinh Tiền do đội. Và đây cũng là tiết mục cuối cùng trong chương trình văn nghệ chào mừng lễ khai mạc. Ơn tiết mục văn nghệ của đội văn nghệ thôn Quang Trung. Thay mặt cho ban tổ chức xin được cảm ơn các tiết mục văn nghệ của các thôn đã đem đến lễ hội trong long trọng trong buổi ngày hôm nay. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc đã tô son thêm cho buổi lễ thêm phần long trọng. Một lần nữa ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Sau đây chuẩn bị đến làm lễ chào cờ. Xin mời tất cả các bộ phận vào vị trí của mình và xin mời Tử Đình Nàng Xã Huy Văn năm 2023 xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, hiện nay đã tới giờ cử hành nghi lễ chào cờ lễ hội truyền thống di tích lịch sử Đình Nàng Xã Huy Văn năm 2023. Đề nghị toàn thể nhân dân trong khu vực Đình Nàng ngừng hoạt động, đứng tại chỗ hướng về cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang nghiêm. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân đứng lên làm nghi lễ chào cờ. Chào cờ. Kính mời quý vị an toàn. Thần tích, thần sắc Đình Nàng Hữu Văn được các cụ lưu truyền từ những năm 1938. Lễ hội truyền thống Đình Nàng Xã Huy Văn được lưu truyền 3 năm tổ chức lễ hội một lần. Năm 2019 đã được tổ chức lễ hội và theo quy chế đến năm 2022 là tổ chức lễ hội và rước kiệu. Song dịch Covid-19 bùng phát nên đã hoãn lại và đến năm nay 2023 được sự đồng ý của các cấp lãnh đạo, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội người cao tuổi Xã Huy Văn long trọng tổ chức lễ hội truyền thống di tích lịch sử Đình Nàng Xã Huy Văn năm 2023.
Lễ hội năm nay được các cấp cho phép tổ chức với thời gian là 3 ngày, ngày 24, 25, 26 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày mùng 5, mùng 6, mùng 7 tháng 3 năm Quý Mão. Về dự với lễ hội năm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Về phía lãnh đạo địa phương, tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Phùng Duy Tố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Trọng Trần, Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phùng Xuân Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban chỉ đạo lễ hội, cùng các đồng chí trong Ban Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, trưởng các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn, hiệu trưởng các trường học trên địa bàn xã, trưởng các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã qua các thời kỳ, các đồng chí là con em quê hương xã Y Văn đã và đang công tác trên các phòng ban chuyên môn của thành phố, của huyện, các đồng chí là con em quê hương đang công tác tại các xã trong huyện và các công ty, doanh nghiệp, cùng với đông đảo nhân dân xã Y Văn và du khách thập phương đã về dự lễ hội đông đủ. Tôi đề nghị toàn thể các vị đại biểu khách quý và nhân dân nhiệt liệt chúc mừng và chúc sức khỏe các vị đại biểu. Về dự với lễ hội năm nay còn có các đồng chí đại diện cho đảng, chính quyền cùng với hội người cao tuổi của ba xã, đó là xã Tốt Độc, xã Hoàng Văn Thụ, xã Mỹ Nương, đề nghị toàn thể nhân dân nhiệt liệt chúc mừng và chúc sức khỏe toàn thể các vị đại biểu đã bớt chút thời gian về dự lễ hội đình làng xã Y Văn năm 2023. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, năm 2023 nhằm ngày mùng 5 tháng 3 năm Quý Mão, buổi sáng thời gian từ 7:30 đến 8:00 đón tiếp đại biểu, từ 8:00 đến 8:20 văn nghệ chào mừng, từ 8:20 đến 8:30 tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu và khai mạc lễ hội, từ 8:30 đến 9:00 các đoàn vào dân hương, từ 9:00 khởi kiệu đi đón Chúa và về đình. Buổi chiều thời gian từ 13:00 đến 14:00 dân hương tế lễ thành hoàng, biểu diễn thể thao của hội người cao tuổi. Từ 14:00 đến 17:00, mời nhân dân các thôn An Thuận 1, An Thuận 2, Quang Trung, Hòa Bình và du khách thập phương dự bữa cơm liên hoan chúc mừng lễ hội. Buổi tối từ 19:30 đến 22:00 biểu diễn. Kính thưa các đồng chí đại diện cho lãnh đạo đảng, chính quyền, các phòng ban chức năng các cấp, kính thưa các quý vị khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân trong xã và ngoài xã. Lễ hội làng xã là một truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam ta, đã được bảo tồn và gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó thể hiện đầy đủ về thuần phong mỹ tục của riêng mình. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị khách quý, các cụ, các ông, các bà và toàn thể nhân dân, trải qua bao thăng trầm cùng đất nước, truyền thống đó vẫn được bảo tồn, gìn giữ và phát triển, vì đó là bản sắc, là tình yêu quê hương đất nước. Xã Y Văn cũng như bao làng quê Việt Nam khác cũng uốn cong mái đình, cũng cây đa, bến nước thơ mộng và những con người cần cù chịu khó, làng xã yên vui, cuộc sống hiền hòa, bình yên hạnh phúc. Trên nền tảng đó, trong những ngày tháng ba này, xã Y Văn được các cấp lãnh đạo, các ban ngành chức năng cho phép, được sự nhất trí của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương tổ chức lễ hội truyền thống tại khu di tích đình làng, nhằm kế thừa nét đẹp văn hóa và ghi nhớ công ơn của thành hoàng làng đã có công khai khẩn điều khắc xây dựng lên làng Hiếu Văn ngày nay. Theo sử sách kể lại, Hiếu Văn là một làng cổ bán sơn địa vùng Bắc đảo Sơn Nam, vốn xưa có tên gọi là Hiếu La Trang. Qua quá trình lịch sử phát triển mãi đến cuối thế kỷ thứ 19, Hiếu La Trang mới được đổi tên thành Hiếu Văn. Tương truyền, từ xa xưa, người dân Hiếu Văn sinh sống ở Văn A, sau mới chuyển ra vùng đất mới là Hiếu Văn ngày nay. Vì vậy mới đặt tên cho vùng đất mới là Hiếu La Trang. Thời vua Hùng thứ 18, có đoàn công chúa đi qua đã dừng chân ở lại
Hữu Lao Trang sau này được nhân dân lập đền quán đền thờ. Đây là một vùng đất heo hút, giáp có rừng núi, nhân dân sống trong cảnh nghèo khổ, bị áp bức, bóc lột. Do đó nhân dân mới đặt lại tên cho mảnh đất mình đang sinh sống là Hữu Văn, với mong ước là các thế hệ con cháu sau này có chữ nghĩa, được học hành đến nơi đến chốn, thoát khỏi cuộc sống tối tăm nghèo khó. Tên gọi làng Hữu Văn có từ đó khoảng năm 1850, thời vua Từ Đức. Qua bao sự chìm nổi của thời gian, sự mai mốt của năm tháng, giặc giã, dịch bệnh, dấu tích xưa vẫn trường tồn, được thể hiện là đình làng, đền bà Chúa Quán Xanh, nhà thờ họ Phùng và những nơi này đã được thành phố công nhận là di tích lịch sử. Hàng năm được tổ chức lễ hội vào ngày 6 tháng 3 tại đình làng. Trong không khí tưng bừng hân hoan, được hiện lên trên từng gương mặt, từng ánh mắt của mỗi người con dân xã Hữu Văn và khách thập phương trong lòng ngày lễ hội hôm nay. Có ai biết rằng trước đây Hữu Văn là một mảnh đất tán xương địa, cái nghèo, cái đói, cuộc sống khó khăn, đeo đảo người dân năm này qua năm khác. Trải qua giặc giã, thiên tai và dịch bệnh, nhưng với tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống yêu quê hương đất nước, từ đó, từ khi có Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, thì người dân Hữu Văn đã một lòng theo Đảng và truyền thống cần cù, giản dị, chịu thương, chịu khó, sáng tạo. Đó càng được người dân Hữu Văn phát huy tốt hơn, quyết tâm xóa đói, giảm nghèo, và những nơi văn hóa tâm linh của quê hương Hữu Văn như đình làng, quán xanh, nhà thờ họ Phùng và chùa Quang Minh từng bước được tu tạo và phục dựng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của người dân trong và ngoài xã, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước quê hương. Kính thưa các quý vị quan khách, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể nhân dân về dự lễ hội ngày hôm nay. Trong không khí tưng bừng này, từ đáy lòng mình, mọi người ở đây hôm nay vô cùng biết ơn thay giới các cụ, những người cao tuổi đứng lên phục dựng lại đình làng. Biết bao khó khăn vất vả, nhưng với được sự đồng tình ủng hộ toàn thể nhân dân trong và ngoài xã, đình làng đã được phục dựng khang trang bề thế như bây giờ, đáp ứng được với nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh và nhu cầu thiết yếu về tinh thần của cộng đồng dân cư trong toàn xã. Giờ đây Hữu Văn như khoác trên mình một manh áo mới, đó là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng. Mặc đẹp, các cháu nhỏ được cắp sách đến trường, con em Hữu Văn rất nhiều người đã thành công trên con đường công danh và sự nghiệp, và cũng có rất nhiều người hảo tâm với quê hương, trong đó cuộc sống đời thường rất có trách nhiệm và chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương, để tiếng chống lễ hội làng hàng năm được vang lên vang xa hơn nữa. Quê hương Hữu Văn đã thay ra đổi thịt từng ngày, con người Hữu Văn sẽ là những bông hoa kiểu mẫu văn minh, lịch sử, có văn hóa. Tôi mong muốn rằng trong thời gian tới sẽ tập trung trí lực, vật lực và lòng hảo tâm để xây dựng đình làng Hữu Văn và các di tích lịch sử của quê hương sẽ ngày càng đẹp hơn, khang trang hơn, xứng đáng là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng và hướng tới là nơi du lịch tâm linh trong khu vực. Để tưởng nhớ công ơn khai khẩn dìu dắt tạo dựng nên làng Hữu Văn hôm nay của thành hoàng làng và các vị tiên linh, làng mở lễ hội truyền thống đại diện cho ban tổ chức lễ hội và tổ chức hội người cao tuổi xã Hữu Văn, tôi có đôi lời mạo muội được trước khi tiếng chống hội chính thức vang lên, tôi xin phép được gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp, các quý vị khách quý, các cụ, các ông, các bà và toàn thể nhân dân trong và ngoài xã về dự lễ hội, lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, chúc cho lễ hội thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn và trân trọng tuyên bố lễ hội có chính thức được bắt đầu. Xin trân trọng kính mời một phần xuất hiện hội viên hội người cao tuổi xã Hữu Văn nên đổi ba hội sống thay đổi. Xin trân trọng kính mời.
bảo cho lễ hội được trang nghiêm. Sau đây, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin lưu ý một số việc như sau. Một, nghiêm cấm mọi người không có nhiệm vụ mà ban chỉ đạo, ban tổ chức phân công nhiệm vụ thì không được tác động đến kiều khi kiều đã khởi hành. Hai, nghiêm cấm việc lợi dụng lễ hội để lên đồng bóng làm ảnh hưởng tới lễ hội. Ba, khi mọi người về tham dự lễ hội, nhân dân trong xã hãy đón tiếp niềm nở, văn minh, lịch sự, tạo nét đẹp của con người hữu văn. Và ngược lại, du khách thập phương về dự lễ hội cũng nên lịch sự, văn minh. Bốn, các tổ phần được ban tổ chức phân công làm nhiệm vụ bảo vệ kiều khi đi là một số lưu ý của ban. Có nhiệm vụ đi xuống các đường dây, tất cả làm các thứ không có nhiệm vụ đi xuống các đường dây. Thank you.
thời được các kiểu kinh tế và toàn cảm ơn đoàn công việc. Mời tất cả hai ngôi nhiệm vụ trên sàn thi tiếp tục.